Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài thành 4, bản điểm của lớp em Bài thành 4 gồm có các bài tập sau Bài tập 1, lập trang tính và sử dụng công thức Bài tập 2, đây là bài tập giảm tải, em có thể tự tìm hiểu ở nhà Bài tập 3, sử dụng hàm Average, Max, Min Bài tập 4, lập trang tính và sử dụng hàm sum Ở bài thực hành này em không có thao tác nào mới để ghi nhớ nên sẽ vào thẳng phần hướng dẫn thực hành. Bài 1. Lập trang tính và sử dụng công thức. Sách giáo khoa trang 39. Em khởi động chương trình bản tính Excel và mở bản tính có tên danh sách lớp em. Bản tính này đã được lưu ở trong bài thực hành số 1. Nếu em làm trên máy hoặc trên điện thoại mà làm mất bài này rồi thì em sẽ gõ lại cái bài danh sách lớp em này. Câu A nhập điểm thi các môn của lớp em như hình dưới đây tôi đã nói ở bài thành số 1 phần họ tên này sẽ điền họ tên các bạn trong lớp em nếu em không biết em sẽ điền y như trên hình và phần điểm của các môn toán vật lý ngữ văn cũng vậy nếu em có thể hỏi các bạn điểm của các bạn em có thể điền trực tiếp vô nếu không em cũng điền y như trên hình câu b sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình Câu C. Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình. Đến đây em đừng gọi làm, em xem xong phần hướng dẫn của bài 1 này xong rồi em hãy làm. Hướng dẫn trình bày bài 1, chúng ta sẽ có trình bày trên Excel và trình bày trên tập. Đối với câu B, đề yêu cầu em sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình. Công thức thích hợp là công thức bình thường sử dụng địa chỉ ô hoặc số, không sử dụng hàm. Em chỉ cần lấy mấy số này cộng lại và chia ra để tính điểm trung bình Em không sử dụng hàm Tại vì một lát sẽ có một câu yêu cầu em tính lại cái điểm trung bình này với hàm Nên ở câu này em không sử dụng hàm Em chỉ sử dụng công thức bình thường Và những bạn làm trên Excel câu B em sẽ làm mở cột G Em sẽ chờ cột F này lại để một hồi có một câu yêu cầu em cũng sử dụng hàm để tính điểm trung bình Tới lúc đó em mới ghi vào cột F này Còn bây giờ câu B này em ghi công thức ở cột G để tính tương tự như vậy câu c cũng vậy câu c yêu cầu tính điểm trung bình của cả lớp đây là điểm trung bình của từng bạn thì điểm trung bình của cả lớp sẽ nằm ở phía bên dưới cùng thì câu c em sẽ ghi ở đây nhớ là cũng làm ở cột g đừng làm ở cột f còn đối với các bạn trình bày trên tập ở câu b điểm trung bình các bạn trong lớp địa chỉ ô em sẽ ghi địa chỉ ô giống như các bạn làm trên excel tức là địa chỉ ô ở cột g bạn đầu tiên đến vạn Hoàng An ở ô G3 Em sẽ ghi G3 bằng rồi em ghi công thức ra Đây là phần hướng dẫn thực hành chứ không phải phần sửa bài tập nên cô sẽ không ghi công thức ra Công thức của ô G3 xong đến G4 và cho tới G14 là kết thúc Ở câu C điểm trung bình cả lớp Thì câu C này nó sẽ nằm ở G15 Em ghi G15 bằng rồi em ghi công thức ra Đối với các bạn làm trên điện thoại em cũng làm tương tự như các bạn làm trên máy tính nhưng ở phần gõ chữ thì em có thể gõ chỉ cần 6 bạn thôi do trên điện thoại gõ chữ khó khăn. Bài tập 2, bài tập 2 là giảm tải nhưng mà cô vẫn để đề ở đây để cho em có thể tự tìm hiểu và làm bài. Trong quá trình làm bài này nếu em cảm thấy có gì khó khăn, không hiểu bài thì có thể nhắn hỏi cô. Bài tập này là không bắt buộc. Bài tập 3, sử dụng hàm average, max, min. Bài này ở sách giáo khoa trong 40. Câu A. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong bài tập 1 và so sánh với cách sử dụng bằng công thức. Câu B. Sử dụng hàm average để tính điểm trung bình từng môn của cả lớp trong hàng trống cuối bảng. Câu C. Hãy sử dụng hàm max, min để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất. Với các bạn làm trên Excel lúc nãy ở bài tập 1 em đã ghi công thức bình thường ở cột G rồi Bây giờ ở bài tập 3 em sẽ sử dụng hàm và lúc này em sẽ ghi công thức hàm tại cột F Câu A này em sẽ tính lại tất cả cột điểm trung bình và điểm trung bình của cả lớp Nhưng mà sử dụng hàm không sử dụng công thức bình thường nữa Tiếp theo là câu B Câu B yêu cầu tính điểm trung bình tầng môn của cả lớp ở cuối bảng Thì thay vì ghi ở B15 cô sẽ ghi ở B16 để cho dễ nhìn còn vị trí đặt công thức tính những ô nào và cách tính như thế nào thì tới giờ học chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tương tự như vậy, điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất cô sẽ để ở B17 và B18. Em lưu ý, từ ô B16 cho tới ô B18 em sẽ ghi y chang như hình. Tức là tại ô B16, 17, 18 chỉ ghi tiêu đề như hình. Các bạn làm trên tập, em cũng trình bày giống y như bài số 1. Thì phần địa chỉ ô của điểm trung bình lúc này em sẽ thay đổi thành F3, F4 cho tới F14. Tương tự như vậy, phần điểm trung bình của cả lớp sẽ ghi ở F15. Và điểm trung bình từng môn em sẽ tự ghi ra. Em chọn địa chỉ ô nào em phải tự ghi ra. Điểm trung bình thấp nhất với điểm trung bình cao nhất à, cũng vậy. Ở đây cô chỉ ghi tiêu đề thôi. Phần công thức phía bên trong em sẽ tự ghi. Và sau khi em làm bài xong nhớ bấm File Save để lưu lại bài này. Bài 4. Lập trang tính và sử dụng hàm sum bài này ở sách giáo khoa trang 40. Giả sử chúng ta có số liệu thống kê về giá trị sản xuất của một vùng được cho như hình sau đây. Đây là hình tổng giá trị sản xuất. Những bạn nào làm trên điện thoại nếu mà thấy khó khăn trong việc gõ quá thì em gõ 3 năm cuối cùng. 14, 15, 16. Ở đây những giá trị nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều là số thập phân hết và mặc định sẽ là dấu chấm. Còn nếu mà máy của em ở nhà là dấu phẩy thì em cứ gọi dấu phẩy vào. Hôm nay cô tiếp tục nhắc lại lý thuyết một lần nữa. Trên lý thuyết dấu chấm sẽ là số thập phân, dấu phẩy sẽ là ký tự. Còn thực hành của em, máy của em nhận dấu nào, cô cũng sẽ nhận cái dấu đó. Nhưng mà nhớ lý thuyết chỉ nhận dấu chấm là số thôi, dấu phẩy sẽ là ký tự. Rồi tiếp tục đề. Hãy lập bản tính và sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột tổng giá trị và tính sản xuất trung bình trong 6 năm theo từng ngành sản xuất vào trong các ô tương ứng trong hàng trống phía dưới. Sau đó, lưu bản tính với tên giá trị sản xuất. Trình bày của bài tập 4 cũng giống như bài tập 3 nên cô sẽ không nói lại một lần nữa. Mấy bạn làm trên tập cũng trình bày tương tự luôn. Em nhớ đọc kỹ đề là người ta yêu cầu em sử dụng hàm thích hợp Sử dụng hàm không phải sử dụng công thức bình thường Nên em chỉ sử dụng hàm thôi Toàn bộ công thức của bài tập hầm 4 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong giờ học của bài tập hầm 4 Và nhắc nhở em một lần nữa Bài thập hầm 4 này em sẽ nộp file Excel Còn nếu mà em nộp file hình ảnh thì em nhớ làm trên tập em nào chỉ nộp file hình ảnh của Excel hoặc là không ghi công thức vào những ô cần tính thì cô sẽ không đánh dấu em hoàn thành bài này do hầu hết bài này yêu cầu em sử dụng công thức và sử dụng hàm nên nếu bài làm của em không có bất kỳ một công thức nào hết thì em không thể nào đặt yêu cầu của cái bài này sửa bài tập về nhà bài 4 trước khi sửa bài tập này cô sẽ nhắc nhở em một số thứ Đầu tiên và danh số em chỉ ghi số thứ tự trong lớp của em Đừng ghi chữ nào trong đây hết Và số thứ tự trong lớp này dựa theo bảng điểm trên Zalo mà cô đã gửi cho em Em đừng ghi theo trang web lớp học Trên trang web lớp học bị sai so với việc school Đối với phần ghi chú lần trước cô đã nói rồi Em chỉ ghi vào đây tình trạng bài làm của em Hoặc cần giải thích bài làm nào đó để cho cô biết Chẳng hạn như bạn này bạn làm nhiều lần và đây là bài cuối bạn nộp thì bạn ghi là bài làm cuối cùng. Hoặc là em làm lại lần hai vì bạn yếu. Đó là những bạn có lý do chính đáng để ghi. Còn những bạn không biết ghi vào đây cái gì, bạn ghi là con nộp bài hay là gửi bài tập 4 hoặc là bạn ghi họ tên của bạn. Những bạn này cô không trừ điểm. Nhưng mà những bạn ghi như thế này không bao gồm bất kỳ một nội dung nào có ý nghĩa ghi linh tinh lần này cô ghi nhận phạm một lỗi đến lần thứ hai cô còn thấy một lần nữa cô sẽ trừ thẳng một điểm miệng của các bạn này lần sau các bạn làm bài nhớ là phần ghi chú nếu em không biết ghi gì thì để trống và ở bài cuối cùng những bạn không làm bài cuối ghi như thế này nếu em không biết làm bài cuối thì em để trống cho cô Hoặc em hỏi cô cách làm bài Em ghi A, B, C đó vô rồi trong khi đó không có bất kỳ cái bài làm nào hết Cá biệt có một bạn ghi như thế này ở bài làm cuối Em không biết làm thì em để trống cái phần này Em ghi linh tinh vào đây thì cô sẽ hỏi cái bài làm này của em Coi như tuần này em chưa làm bài này Và bạn này ở lớp 76 Lần sau cô còn thấy bạn nào ở phần lý thuyết ghi linh tinh như thế này nữa cô sẽ trừ điểm. Chứ không chỉ hủy bài làm của em như bạn hôm nay. Đó là những phần cô nhắc nhở em. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần sửa bài tập. Câu 1. Em hãy chọn đâu là phát biểu đúng về hàm trong chương trình bản tính. Theo lý thuyết, trong chương trình bản tính, hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Ở là chúng ta có hàm là các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Không đúng không? Đáp trên cho bản tính hàm là công thức được định nghĩa từ trước Câu này đúng Rồi chọn câu này Câu 2 để nhập hàm một ô tính ta thực hiện như thế nào theo lý thuyết Bước 1 chọn ô cần nhập ba ô đầu chúng ta đều có chọn ô cần nhập Bước 2 gọi dấu bằng hai ô đầu đều có gọi dấu bằng Bước 3 nhập hàm theo đúng cú pháp Câu 1 có nhập hàm theo đúng cú pháp Chúng ta chọn câu 1 Bước 4 nhấn Enter Phần nhập hàm không cần đúng cú pháp này là sai, em phải nhập hàm theo đúng cú pháp. Câu 3. Em cho biết chức năng của các hàm sau đây. Hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy số là hàm max. Tính tổng của một dãy số là hàm sum. Xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy số hàm min. Tính trung bình cộng của một dãy số average. Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? Mỗi hàm có hai phần tên hàm và các biến của hàm. Phần này đúng, em coi lại lý thuyết nếu mà em không nhớ. Mỗi hàm có một cú pháp riêng, phần này cũng đúng. Khi sử dụng hàm, ta không cần biết cú pháp của hàm. Câu này sai. Khi sử dụng hàm, em cần phải biết cú pháp của hàm. Giữa tên hàm và dấu mở mặt đơn không được có dấu cách hay bất kỳ ký tự nào khác. Câu này đúng. Phần câu sai chỉ là câu này thôi. Khi sử dụng hàm, ta không cần biết cú pháp của hàm cách nhập hàm nào sau đây là không đúng đầu tiên bằng sum 5 a 3 b 1 không sai bất kỳ quy tắc hay cú pháp nào hết phần này đúng bên trong hàm em có thể ghi địa chỉ ô địa chỉ khối hoặc số hoặc kết hợp cả ba cái lại cũng được phần thứ hai bằng khoảng trắng rồi tới sum câu này đúng dấu bằng xong khoảng trắng rồi tới tên hàm không ảnh hưởng gì tới cú pháp của hàm Tiếp theo, bằng sum với sum này viết thường. Ở phần bài giảng cô đã hướng dẫn rồi, tên hàm em có thể viết hoa hoặc viết thường đều được. Ngay cả địa chỉ ô cũng vậy. Em viết hoa hay viết thường gì Excel cũng không báo lỗi. Phần này đúng. Bằng sum chấm mẫu ngoặc. Rồi mới tới 5A3 với B1. Câu này sai. Câu này ở phía trên đã nhắc rồi, giữa tên hàm và dấu đóng mở hoặc đơn không được có bất kỳ ký tự nào khác ở đây đã có dấu chấm nên câu này sai câu cuối cùng giả sử trong các ô có A1 bằng trừ 4 B1 bằng 3 em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau hướng dẫn trình bày ví dụ bằng sum A1 B1 thì em sẽ ghi là trừ 4 cộng 3 bằng trừ 1 Trừ 4 ở đây là do A1 bằng trừ 4 3 ở đây là do B1 này bằng 3 Còn dấu cộng này là do hàm này là hàm tính tổng Nên trừ 4 cộng 3 sẽ bằng trừ 1 Cô đã copy bài cuối vào vợ để sửa cho em dễ nhìn Bài này yêu cầu em phải ghi công thức bình thường ra Để xem em có hiểu được cái công thức nó hoạt động như thế nào hay không Nên những bạn nào chỉ ghi đáp án ra là không đạt được yêu cầu của bài này và tiếp tục số bài câu B bằng sum A1, B1, B1 tức là A1 cộng B1 cộng B1 là trừ 4 cộng 3 cộng 3 bằng 2. A1 là trừ 4, B1 bằng 3. Trên đây hết ha. Tiếp theo câu C bằng sum A1, B1 trừ 5 tức là A1 cộng B1 cộng trừ 5. A1 là trừ 4, B1 bằng 3. Trừ 5 là số người ta cho là trừ 4 cộng 3 cộng trừ 5 bằng trừ 6. Tiếp theo F câu F này đáng lẽ nằm ở cuối cùng nhưng mà cô ghi nhầm thành ở trên đây nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới bài làm của em hết Avery A1 B1 5 0 Avery là hàm tính trung bình cộng ở đây có bao nhiêu số thì bên công thức bình thường sẽ chia cho bấy nhiêu số ở đây có tổng cộng 4 số A1 B1 5 và 0 nên em phiên qua công thức bình thường sẽ là trừ 4 cộng 3 cộng 5 cộng 0 tất cả chia 4 bằng 1 Tiếp theo câu D bằng sum A1 B1 2. Tức là A1 cộng B1 cộng 2 là trừ 4 cộng 3 cộng 2 bằng 1. Câu cuối. Bằng A1 A1 B1 4. A1 là hàm tính trung bình cộng. Ở đây chỉ có 3 số A1 B1 4 thì sẽ lấy 3 số này cộng lại chia cho 3. Tức là trừ 4 cộng 3 cộng 4 tất cả chia 3 bằng 1. Sau đây là một số bạn làm sai. Bạn đầu tiên trừ 5 cộng 2 bằng trừ 3 đề cho em là A1 bằng trừ 4 chứ không phải là trừ 5 các bạn này xem lại bài sửa để biết cách làm còn nếu mà vẫn không hiểu cách làm thì nhớ hỏi cô phía bên này một bạn ở hàm average bạn không chia average là hàm tính trung bình cộng em phải cộng hết những con số này lại rồi em chia giống trên đây rồi một bạn khác câu này vẫn đúng câu B Câu B bạn quên trừ 4 rồi A1 là trừ 4 chứ không phải là 4 Nên kết quả của bạn bị sai Về phần hàm Amory Em đang học Excel và em đã học hết các ký hiệu của Excel rồi Nên nếu cô không nói gì về cách trình bày Thì em tự hiểu những ký hiệu toán học cộng trừ nhân chia em sử dụng Toàn bộ đều là của Excel Không phải của toán học Nên lần sau bạn này đừng ghi dấu hai chấm nữa Mà phải ghi dấu xuyệt Và bạn vẫn sai vì do trừ 4 này Còn nói với bạn này chỉ ghi đáp án không ghi công thức bình thường ra thì những bạn này cô cũng không biết là bạn có hiểu được cái phần hàm nó thực hiện như thế nào hay không hay là bạn chỉ là copy công thức trong Excel nó ra bao nhiêu của bạn tự ghi vô nữa thế nên những bạn này coi lại coi một bạn khác bạn không hiểu cách làm bài như thế nào thế là bạn ghi lại nguyên cái hàm nếu em không hiểu cách làm thì em hãy hỏi có một trường hợp các bạn ghi là câu e sai nên không tính được nếu mà bạn copy công thức này thẳng vô Excel thì đúng là nó sẽ sai vì lý do có cái dấu chấm phẩy ở đằng sau nếu mà bạn nào tự nhận thấy được cái dấu chấm phẩy này mà không phải là copy vào trong Excel mới biết được thì rất là đáng khen các bạn đó rất là tinh ý ở những chỗ này nhưng mà sẽ tốt hơn nếu mà các bạn đó hỏi cô coi nó có ảnh hưởng gì tới cái bài làm lý thuyết của mình hay không thì trong lý thuyết đây chỉ là dấu kết thúc của một công thức hàm thôi không ảnh hưởng gì tới công thức hết nếu mà em muốn copy công thức ở trong Excel thì sẽ loại bỏ cái dấu chấm phẩy nha. Video sửa bài kiểm tra lại 15 phút. Trước khi sửa bài kiểm tra, cô nhắc nhở em mỗi lần cô gửi cho em có link nào đó, cô đều thông báo đó là link gì. Và khi em bấm vào một cái link nào đó thì trên tiêu đề bài sẽ cho em biết em đang làm bài tập hay đang làm bài kiểm tra. Ở đây em đang làm bài kiểm tra thì trên đây sẽ để là kiểm tra. Và em đang làm bài tập thì trên đây sẽ để là bài tập. Và nếu em làm bài kiểm tra 15 phút thì cô không bao giờ để trên đây là bài tập hết Nhưng mà có một số bạn bấm vô cái bài tập 4 để làm Rồi sau đó nói với cô bạn đã làm bài kiểm tra 15 phút Đó có thể là do bạn làm quá trễ nên Linh đã bị khóa Hay là qua đến ngày hôm sau bạn làm Hay những bạn đó rút kinh nghiệm lần sau Sau này em nhớ đọc kỹ thông báo đang gửi Linh gì Và nhớ đọc kỹ tiêu đề phía trên đây Đang là bài kiểm tra hay đang là bài tập Bài tập và bài kiểm tra là hoàn toàn khác nhau nếu em không thấy cái bài trong cái link đó thì liên hệ với cô để cô sẽ gửi cho em một cái link khác để em làm bài. Sau đây là sửa bài kiểm tra. Phía bên đây là bài làm. Phía bên đây là thống kê đáp án các bạn làm bài. Rồi phần này lớp. Câu chọn lớp test. Rồi họ tên của đại giáo viên. Danh số. Danh số em chỉ ghi số. Đừng ghi gì hết. Có một số bạn. Ở phần cái danh số bạn ghi thêm tên của mình hay bạn ghi thêm chữ STT những cái đó không cần thiết ở đây cô đã nhắc rất nhiều lần phần danh số em chỉ ghi danh số và nhớ là em ghi danh số theo cái danh sách mà cô đã đưa cho em ở bên Zalo đừng ghi theo danh sách của lớp học bên lớp học cái danh số đó là sai so với bên việc school nên em đừng ghi theo danh số bên lớp học câu 1 em hãy cho biết địa chỉ ô khối của các ô tính đang được chọn trong hình dưới đây Em đã làm dạng bài này đến lần thứ ba rồi người ta đã yêu cầu địa chỉ ô khối thì em phải quan sát coi cái phần người ta đang chọn là khối hay là ô và chọn địa chỉ cho thích hợp. Ở đây người ta vừa chọn khối và vừa chọn ô thì em sẽ ghi cả địa chỉ khối và địa chỉ ô. Khối đầu tiên là A3, 2 chấm A6, ô đầu tiên là A3, ô cuối cùng là A6 chứ. Ở giữa là dấu 2 chấm. Trong bốn câu này thì chỉ có câu này là A3, 2 chấm A6 đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Rồi nhấn vô. Tiếp tục B1, ở đây cũng có B1. C3 2.D4 C3 2.D4 C6 C6 đây E5 2 chấm E6 Khói E5 E6 Chính là cái khói này Tiếp theo F2 O F2 Khói A8 2 chấm F8 Khói A8 2 chấm F8 Chính là khói này Rồi câu này chắc chắn đúng rồi Có 148 bạn chọn đúng cái đáp án đúng Câu số 2 Em hãy chọn thao tác để thực hiện lưu bản tính có hiện lưu bản tính sẽ chọn file sale đây là file cell. Kế bên này Vậy là ở câu này có ít bạn phạm sai sót Nhưng mà cũng có 73 bạn chọn cell ad Cell là lưu với tâm mới Câu số 3 trong các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào được dùng để thực hiện tính cộng trừ nhân chia lũy thừa phần trăm trong Excel? Cộng trừ nhân chia, dấu cộng là bình thường, dấu trừ cũng bình thường, dấu nhân là dấu sao, đây có hai trường hợp. Dấu chia là dấu xoẹt bên đây, À, chúng ta chọn được đáp án này Lý thơ là dấu mũ Phần trăm là cái hiệu phần trăm Câu số 4 Theo em, chương trình bản tính là gì? Là một phần mềm, là một ứng dụng trò chơi, là một phần cứng Là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bản Câu này đúng Câu số 5 Em hãy chọn phát biểu đúng về hợp tên trong các phát biểu sau đây Phát biểu đúng là hợp tên Là ô nằm bên trái thanh công thức Hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn Đó chính là câu cuối Câu số 6 Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây Thanh công thức hiển thị nội dung hoặc công thức trong ô tính Câu này đúng Có thể sử dụng địa chỉ ô trong công thức Câu này đúng Mặc định dữ liệu ký tự được canh lề phải trong ô tính Câu này sai Dữ liệu ký tự là canh lề trái Câu số 7 Em có thể gọi chữ việt trong Excel không? Câu này tất nhiên là gọi được chữ vị trong Excel Vì có các phần mềm hỗ trợ như Unicode Thế bên này hầu hết các bạn đều trả lời đúng Em đã làm câu này đến lần thứ ba rồi Câu số 8, giả sử cần tính tổng giá trị trong các OC2 và D4 sau đó nhân với giá trị trong OB2. Công thức nào sau đây là đúng? Công thức đầu tiên. Theo phía bên này ha, D4 cộng C2 nhân B2, câu thức này là sai vì thiếu dấu bằng. Công thức tiếp theo bằng D4 cộng C2 tất cả nhân B2, công thức này đúng. Đó chính là cái này. Công thức tiếp theo bằng D4 cộng C2 tất cả nhân B2 với C2 và B2 ghi bằng chữ thường. Câu này đúng. Bạn nào đã làm bài tập 3 và đã nghe phần sửa của bài tập 3 là bạn sẽ chọn đúng được cái đáp án này. Nhưng mà có đến 153 bạn làm sai cái đáp án này. Ở đây cô cũng nhắc lại luôn. Excel không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường. Em ghi địa chỉ ô bình thường hay là in hoa gì Excel cũng nhận hết. Công thức cuối cùng. D4 cộng C2 nhân B2 Công thức này là sai Sai cái phần yêu cầu của đề bài Câu số 9 Em hãy phân loại các loại dữ liệu sau đây Chúng ta dựa theo bên đây luôn cho dễ ha Kiểm tra là dữ liệu ký tự gì toàn là chữ không Ở đây có nhiều bạn làm đúng Nhưng mà vẫn có một số bạn Là chọn dữ liệu số Dữ liệu số là chỉ có số thôi em Em thấy nó là chữ rồi Thì tại sao em lại chọn là dữ liệu số nữa 15,8 15,8 này là dữ liệu ký tự ở phần này một nửa số bạn chọn đáp án đúng và một nửa số bạn chọn đáp án sai phần này cô đã nhắc rất là nhiều lần rồi lý thuyết dấu phẩy là ký tự dấu chấm là số thập phân còn khi thực hành máy của em khác với lý thuyết cô vẫn nhận cái bài thực hành đó của em nhưng lý thuyết thì thống nhất một cái dấu phẩy là ký tự dấu chấm là số thập phân tiếp theo 6 ngàn, 6 000 là dữ liệu số ha, nó chỉ là số thôi Nhưng mà vẫn có 14 bạn lại chọn nó là ký tự, nó đâu có chữ nào trong đây đâu em Tiếp theo 9.8 9.8 là dữ liệu số cái phần này thì có nhiều bạn là chọn đúng rồi Câu số 10 Để sửa dữ liệu trong ô tính, em thực hiện thao tác nào? Để sửa dữ liệu thì đầu tiên em phải chọn ô cần sửa Và sửa dữ liệu trên thang công thức Chính là cái câu này trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng khi nói về khối khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật rồi đáp án đầu tiên là đáp án đúng mấy cái khác không phải là khối câu 12 em hãy cho biết đâu là thông tin cần được thể hiện dưới dạng bản thông tin cần được thể hiện dưới dạng bản là theo khóa biểu ban điểm danh sách lớp em là cái này không câu 13 theo em trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là phát biểu đúng về trang tính rồi, lý thuyết Trang tính được chia thành các hàng và các cột là miền làm việc chính của bản tính Cùng nhau nhau giữa một cột và một hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu Đó chính là câu cuối Câu này là thuần lý thuyết Học thuộc lý thuyết là em sẽ làm được Còn những bạn này thì dò lại lý thuyết của mình Câu 14 Nhập công thức vào ô tính Em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau đây Rồi, Các bước trong lý thuyết Bước 1 Chọn ô cần nhập Ở đây có 3 cái Bước 2 gõ dấu bằng Câu số 3 là bước 2 gọi giao bằng. Bước 3 nhập công thức. Bước 4 nhấn Enter. Chính là câu này. Phần này em cũng chỉ cần học thuộc lý thuyết em sẽ làm được thôi. Nhớ là sau khi làm bài xong, bấm nút gửi để hoàn thành phần gửi bài của mình. dặn dò. Làm bài thật thầm và ghi bài. Em đọc bài thật hầm 4 theo đường link Chuẩn bị ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.